Số về chèo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop về chèo ở góc phải bên này có một nút đăng ký màu đỏ xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ sau đó nút chuông là quý vị và bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất em lại gửi tới quý vị và các bạn vào video ngày hôm nay em hạnh giới thiệu tới quý vị và bạn một siêu phẩm đến từ hãng LACMAN LACMAN D06U đây là mẫu Super Audio CD đến từ nhà men Nhật Bản và đây là một trong những model cao cấp đó chỉ đứng thứ hai trong phân khúc CD uh, CD CDU của men và men D06U có gì đặc biệt? Nó được thừa hưởng toàn bộ thiết kế giống như mẫu đàn anh D08U cao cấp nhất thuộc CDU của hãng men uh, sử dụng hệ thống khung và kết cấu bằng nhôm nguyên khối cho chúng ta một cái nhìn sang trọng hiện đại và sự ổn định, sự cao cấp ở trong chiếc đầu CD này. Chiếc đầu CD này đương nhiên rồi có tích hợp mọi công nghệ cao cấp nhất hiện tại của LACMAN đặc biệt cơ chế khai đĩa mới giúp đầu đĩa LACMAN D06U hoạt động hoàn hảo và mượt mà cho hệ thống dữ liệu data truyền tải và À, biến đổi một cách hoàn hảo nhất đến tín hiệu nguồn ra và lắc men D06U thì vẫn sử dụng nguyên cái thiết kế sliver màu nguyên bản màu cơ bản đang được hãng phát triển theo các nhà thiết kế của lắc thì D06U là một trong những model đang được đánh giá rất là đẹp ở trên thị trường về cả hình thức cũng như chất lượng âm thanh và ngoài ra thì mức giá của chiếc đầu CD D06U đang cao ngất ngưởng ở trên thị trường. Tuy nhiên đến với một sản phẩm line new còn nguyên thùng xốp tại Việt Trẻ Audio thì quý vị và bạn sẽ trải nghiệm D06U với một mức giá vô cùng tốt chỉ hơn 60 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở hữu LACMEN D06U hiện tại tại Việt Trẻ Audio rồi. À, đây là một sản phẩm về từ siêu thị Nhật và có tình trạng mới 99% nguyên thùng xốp và còn đầy đủ tất cả phụ kiện đi kèm một à, sản phẩm đầu CD lắc D06U thì có tích hợp thêm công nghệ DAC rời và đương nhiên nó có chế độ đọc file nhạc DSD để quý vị và bạn có những cái trải nghiệm tốt nhất và chiếc đầu này đọc được tất cả những cái file nhạc hoặc những cái công nghệ những cái tần số cao cấp nhất hiện tại trên thị trường Lackman D06U thì sẽ phục vụ quý vị và bạn trải nghiệm âm thanh một cách sống động đặc biệt khi quý vị và bạn kết hợp cùng các dòng âm ly Luckman như là L5 550 590 hay là 507 509 phiên bản màu sliver thì sẽ tạo nên một combo nghe hay bầy đẹp và quý vị và bạn có thể quan sát thấy tất cả núm nút ở trên bề mặt của chiếc âm ly này đều được uh, sản xuất và được mạ, được thiết kế theo dạng uh, bo tròn và xoáy vào điểm chính giữa cho một cái nhìn ấn tượng và thu hút. Chiếc đầu CD này thì được anh em audio file săn tìm và lựa chọn là một trong những combo sản phẩm của Lockman Top đầu mà anh em luôn mong muốn sở hữu và xin mời anh em quan sát chiếc đầu CD Lackman D06U và đây là phụ kiện đi kèm theo máy và anh em có thể quan sát thấy chiếc đầu CD D06U thì sẽ sử dụng cái điều khiển thế hệ mới của Lackman và đây là một điều khiển nhôm nguyên khối cùng màu sliver và có tất cả các cái tính năng để sử dụng ở trên điều khiển từ xa rất là tiện lợi và hiệu quả cũng như chúng ta sẽ có sợi dây nguồn thế hệ mới của Lockman giúp truyền tải điện tốt hơn và sợi dây này có model GPA uh, 10000 y và đây là dây mà Lockman đặt riêng hãng Z để sản xuất và như quý vị và các bạn đã biết hãng Z hay còn gọi là hãng Kawasaki luôn là hãng sản xuất dây số 1 Nhật Bản cho các dòng sản phẩm máy audio hay là máy in thì đó là một trong những hãng dây dẫn lớn nhất của Nhật Bản và cao cấp nhất của Nhật Bản hiện tại và tiếp theo là catalog đi kèm và áo choàng cũng như uh, shop tất cả em vẫn đang còn đặt ở bên trong thùng jean của sản phẩm này đầy đủ phụ kiện và độ hoàn thiện độ mới rất là cao chiếc đầu CD D06U thì có nắp là nắp nhôm nguyên khối phay xước giống như các phiên bản cao cấp khác của Lacban. Anh em có thể quan sát thấy đây là một chiếc đầu CD đẹp hoàn hảo, không một tí vết và mức giá thì em xin nhắc lại, một mức giá cực kỳ ưu đãi gửi tới quý vị và bạn. Sản phẩm này đang có giá trên thị trường hiện tại giá sách lên tới hơn 200 triệu đồng Tuy nhiên chỉ bỏ ra hơn 60 triệu đồng thôi Quý vị và các bạn đã sản đã sở hữu ngay một sản phẩm line new Và tuyệt đẹp xuất sắc đang có sẵn hàng tại Việt Trèo Với tình trạng cáo cạnh và mọi hoạt động hoàn hảo và em cũng xin bảo hành dài hạn cho quý vị và các bạn đối với dòng sản phẩm này sẽ là 6 tháng cho chiếc đầu CD men D06U đang có sẵn hàng tại Việt Triều Audio và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn vô ghép miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm Audio. Xin mời quý vị và các bạn liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại trên tâm biển hoặc trực tiếp qua sốt tại Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.